ông xã kém 8 tuổi xác nhận ly hôn Lâm Khánh Chi sau 4 năm chung sống. Mới đây nhất, ông xã Lâm Khánh Chi khiến khán giả ngỡ ngàng khi thông báo cả hai vợ chồng đã chính thức chia tay. Tuy nhiên anh không nói lý do, mở rồi ai cũng sẽ biết. Trên trang cá nhân, anh viết, kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay, và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng, giấy thì không gói được lửa, mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Ông xã Khánh Chi cũng cho biết hiện tại mọi việc liên quan đến bà xã sẽ không còn liên quan tới mình. Từ phía Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ cũng không hề có động thái gì nhắc tới chuyện này. Dòng trạng thái mới nhất của người đẹp chuyển giới cũng úp mở về chuyện tiêu cực, rồi cuối cùng tôi cũng bị dính chưởng. Một năm thật là buồn chán, rất nhiều điều xui xẻo áp lực đến với tôi, nghẹn lòng cô viết. Dù không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên bên dưới phần bình luận, khán giả và bạn bè gửi những lời động viên tới nữ ca sĩ. Thời gian qua, Lâm Khánh Chi đăng tải nhiều dòng trạng thái đầy hờn dỗi lên trang Facebook cá nhân của mình. Nữ ca sĩ cho rằng nếu ai quá mê game thì hãy lập tức bước ra khỏi cuộc đời cô. Chia sẻ về điều này, Lâm Khánh Chi tiết lộ lý do hai vợ chồng giận nhau do ông xã quá mê game online chứ không có vấn đề gì khác.